Bố xông khói bồ kết trực tiếp vào mặt con đang ngủ trong phòng kính, khiến cộng đồng mạng lao vào chỉ trích. Do thời tiết thay đổi thất thường và lo sợ không gian trong phòng sẽ làm cho con dễ nhiễm bệnh về hô hấp, một ông bố đã dùng mẹo dân gian là đốt bồ kết khô để xông. Nhưng thấy cách làm thì ai cũng hoang mang. No God! No God, please no! No! Không phải xông phòng mà đây là xông người. Do sợ để than ở một góc phòng, khói sẽ phân tán không đều và tác dụng chậm, nên ông bố chịu khó ngồi ung than sau quạt điện để gió hút hết mọi tinh túy. Có hương bồ kết nhưng cũng lẫn theo tàn tro và khói than. Cách làm trực tiếp không bàn che hay giữ khoảng cách trong không gian kín kiểu này có khi lại mang thêm bệnh. Người lớn hít phải khói còn khó chịu được, huống chi đây chỉ là hai em nhỏ. Cộng đồng mạng sau khi xem mẹo tự chế của ông bố đã không khỏi bức xúc mà bình luận: dã man thật, tôi quét nhà còn tránh để con khỏi bụi, đây cho con hít bụi với khói than. Xong bồ kết thì bế bé ra ngoài, mở toang cửa, như vậy mới ok. Như thế này thì bé hít khói rồi. Chưa kể mấy bụi tro mình không thấy, quạt hút hết, xong bay thẳng vào chỗ nằm rồi hít phải. Nhà có ông bố bà mẹ chất lượng đấy. Nể luôn, người ta tránh khói cho con không được, đây lại quạt thẳng khói vô người con. Xong thế này người lớn còn khó chịu, huống chi là trẻ con. Đầu tư cái máy lọc không khí xịn, có diệt khuẩn còn hơn. Còn bạn, bạn nghĩ gì sau khi xem video? Hãy để lại bình luận bên dưới cho mình biết với nhé. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thật sự thư giãn với Tin Việt 2 phút. Xin chào và hẹn gặp lại.